Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo cơ quan điều tra, kiếm được số tiền lớn từ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính khi thao túng thị trường chứng khoán, ông Trịnh Văn Quyết chi vào nhiều khoản khác nhau, báo Vietnamnet đưa tin. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung nội dung sau, tiếp tục xác minh việc sử dụng tiền chiếm đoạt, thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán để thu hồi, xác minh, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản đối với các bị can để đảm bảo thi hành án. Kết quả điều tra đến nay cho thấy, việc sử dụng số tiền thu lợi bất chính từ hành vi thao túng thị trường chứng khoán được ông Trịnh Văn Quyết sử dụng như sau. Chi hơn 122 tỷ đồng để mua cổ phần của 3 công ty thuộc hệ sinh thái FLC, gồm hơn 83 tỷ đồng mua cổ phần của công ty cổ phần hàng không Trái Việt, hơn 29 tỷ đồng vào công ty Newland Holding để mua cổ phần công ty cổ phần FLC Travel, hơn 9 tỷ đồng vào công ty cổ phần nông dược HAI để mua cổ phần của công ty cổ phần nông dược HAI. Hơn 36 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của vợ và em gái ông Trịnh Văn Quyết để sử dụng. Lê Thị Ngọc Diệp, vợ ông Quyết, 35,95 tỷ đồng. Trịnh Thị Minh Huế, em gái ông Quyết, hơn 771 triệu đồng. Có hơn 73 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của Tống Xuân Vương để trả nợ cho ông Quyết. Hơn 7,7 tỷ đồng được dùng để thanh toán tiền sửa chữa nhà biệt thự BT30, khu đô thị Mỹ Đình, đứng tên Trịnh Văn Quyết và Lê Thị Ngọc Diệp. Còn lại hơn 482 tỷ đồng tiếp tục được lưu giữ trong các tài khoản chứng khoán do bà Huế quản lý, sử dụng để thực hiện hành vi mua, bán chứng khoán. Trong đó, riêng tài khoản chứng khoán của Trịnh Văn Quyết là hơn 38 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, việc sử dụng số tiền từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng được chi vào nhiều khoản khác nhau. Đến nay, có căn cứ xác định số tiền bán cổ phiếu ROS ban đầu F0 sau khi rút ra khỏi tài khoản ngân hàng được dùng như sau. Nộp hơn 181 tỷ đồng vào tài khoản của công ty tập đoàn FLC và 5 công ty con, công ty liên kết với tập đoàn FLC, công ty CFS 50 tỷ đồng, công ty cổ phần tập đoàn FLC hơn 75 tỷ đồng, công ty FLC nghỉ dưỡng 50 tỷ đồng, công ty Địa ốc Star 3,5 tỷ đồng, công ty Ion Complex 1,4 tỷ đồng, công ty FLC Land 200 triệu đồng. Nộp hơn 436 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân để thanh toán, trả nợ vay. Tống Xuân Vương hơn 196 tỷ đồng, Nguyễn Thị Xuân Hoa 195 tỷ, Lê Thị Ngọc Diệp hơn 19 tỷ đồng, Trịnh Văn Quyết 5 tỷ đồng, Nguyễn Băng Thương hơn 7 tỷ đồng, Hương Trần Kiều Dung 3 tỷ đồng, Đặng Quý Thiết 800 triệu đồng, Ngô Thế Bằng 600 triệu đồng, Lê Thu Hiền 250 triệu đồng. Nộp hơn 380 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán của các cá nhân, pháp nhân do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng để tiếp tục mua bán chứng khoán. Rút tiền mặt hơn 44 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân. Số tiền còn lại hơn 2.578 tỷ đồng được rút bằng tiền mặt cùng tiền thu được từ bán cổ phiếu ROS cho nhóm tài khoản chứng khoán do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng và tiền bán chứng khoán khác, các mã FLC, GAB, HAI, ART, AMD. Số tiền này được sử dụng để nộp vào công ty cổ phần tập đoàn FLC và các công ty con, công ty liên kết đưa vào hoạt động kinh doanh. Một phần nộp vào nhóm tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng của các cá nhân, pháp nhân do bà Trịnh Thị Minh Huế quản lý, điều hành để mua bán chứng khoán. Một phần dùng cho thanh toán cá nhân khác. Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 187 tỷ đồng là số tiền mà ông Trịnh Văn Quyết có được từ việc chuyển nhượng 40,59% cổ phần BAV, kê biên của ông Quyết 3 thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại khu đô thị mới Mỹ Đình 2, Hà Nội. Trong đó một thửa có diện tích 799,6 m², hai thửa còn lại đều có diện tích 199,9 m². Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có công văn gửi cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, ngăn chặn giao dịch, khóa chiều ghi nợ đối với tài khoản đứng tên anh em bị can Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế và bị can Hương Trần Kiều Dung, cựu phó chủ tịch thường trực công ty cổ phần tập đoàn FLC, kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán BOS, cùng với 45 cá nhân cho bà Huế mượn tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng. Cơ quan điều tra cũng có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo các đơn vị liên quan tạm dừng biến động, giao dịch chuyển nhượng, mua bán, cho tặng, cầm cố, thế chấp đối với tài sản, bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu, đứng tên ông Trịnh Văn Quyết, bà Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga. Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, ngày 24 tháng 2 năm 2024,
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự về tội thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng Faros, các công ty liên quan thuộc hệ sinh thái của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, vụ giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam do Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC cùng đồng phạm và các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán thực hiện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 5 đề nghị truy tố 51 bị can theo quy định tại khoản 2 điều 211, khoản 4 điều 174, khoản 3 điều 356 và khoản 2 điều 209 Bộ luật hình sự năm 2015. Kết quả điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán trong thời gian từ ngày 26 tháng 5 năm 2017 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022. Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế, em gái Quyết cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để Huế thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng để Huế quản lý, sử dụng thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của Quyết, Trịnh Thị Minh Huế bán cổ phiếu ra thị trường thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng. Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm 2014 đến tháng 9 năm 2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên công ty Faros, các công ty thuộc tập đoàn FLC, người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, thực hiện các thủ tục lập và ký khống hồ sơ góp vốn, nâng khống hơn 3,1 tỷ đồng vốn góp vào công ty Faros, làm tăng vốn điều lệ của công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, các bị cáo tạo lập hồ sơ đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống của công ty Faros tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi niêm yết cổ phiếu của công ty Faros trên sàn chứng khoán từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 3 năm 2022, thời điểm bị khởi tố tạm giam, Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã bán 391.155.480 cổ phiếu được hình thành từ vốn góp khống nắm giữ tại công ty Faros, thu được hơn 4,8 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Đối với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, quá trình điều tra, ngoài các cá nhân có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã điều tra, làm rõ sai phạm của các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu, tiến hành khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, quy định tại các điều 356, 209 Bộ luật hình sự năm 2015 theo quy định của pháp luật. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 51 bị can, gồm 21 bị can bị khởi tố về tội thao túng thị trường chứng khoán, quy định tại khoản 2 điều 211 Bộ luật hình sự năm 2015, 31 bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, 4 bị can thuộc Sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015. 3 bị can thuộc vụ giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam bị khởi tố về tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, quy định tại khoản 2 điều 209 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong đó có 8 bị can bị khởi tố về hai tội danh thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 2 điều 211 và khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.